Sáng hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 7 2019, em có đi gửi 37 cái lục cho 37 anh em cầu thủ của 37 tỉnh thành phố. Để sẵn tiện em cũng làm cái clip để giới thiệu về chất liệu, về giá cả của từng loại lục cho anh em tiện tham khảo. Lời đầu tiên thì em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em cầu thủ quan tâm tin tưởng sử dụng lục phu cô gái Tân Ninh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Cảm ơn anh chị em cộng đồng YouTube đã theo dõi clip và đăng ký ủng hộ kênh. Anh em có tên trên kiện hàng chờ bưu điện alo nhận hàng giúp em. Cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em là lục thép mạ đồng tụ inox móc sắt, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700.000 bao ship. Anh em nhìn kỹ cái lục trên hình đó là tụ inox móc sắt, cầu tử 35, khung inox nam thép mạ đồng, 700 bao ship nha anh em. Tức là cái lục em bên em làm hoàn toàn bằng khung inox, chỉ khác nhau về chất liệu của nan lục nên giá nó có thay đổi ít khác nhau. Cái lục thứ hai em muốn giới thiệu đó là lục khung inox, nó cũng là nan thép mạ đồng nhưng mà trụ móc ti đồng nha anh em, 900.000 bao ship. Cầu tử cũng từ 30 đến 45. Đa số anh em lấy cầu tử 35 nên em đưa cái hình mẫu cầu tử 35 cho anh em tham khảo. Thì lục bên em ship tới anh em là toàn bằng khung inox, chỉ khác nhau về nan thôi nha anh em. Còn anh em thích lấy inox nguyên cái vẫn có. Đây là lục inox nguyên cái, giá 1 triệu bao ship. Tức là khung inox, nan inox, trụ móc ti đồng, 1 triệu bao ship. Anh em thì cứ nếu cần thiết nữa thì anh em cứ vào Zalo 0947 252 874, em sẽ gửi hình, em sẽ gửi hình và clip cụ thể cho anh em tham khảo. Lục kế tiếp em muốn giới thiệu đến cho anh em là lục khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, 1,2 triệu bao ship. Tức là cái nan thép lưỡng kim là cái nan thép đỏ đỏ, nó cũng không rỉ sét giống inox nhưng mà nó ăn sơn hơn, thì giá là 1,2 triệu bao ship. 1,2 triệu bao ship tức là gồm có lá cống đầy đủ như hình, anh em lưu ý chỗ đó, chỉ về chỉ thả chim vào thôi ha. Lục nâng cấp của lục thép lưỡng kim đó là lục thép lưỡng kim xanh cánh bướm, tức là cái xanh xếp như hình đó, em xếp dọc theo cái cầu tử, 1,3 triệu bao ship. Lúc con bổi nhảy vào thì cái xanh sẽ tự động bung ra để hứng bổi, bung ra như hình đây, 1,3 triệu bao ship. Thì lục bên em báo giá cụ thể chất liệu giá cả như hình, ngoài cái hình ra thì không có cái phụ kiện gì đi kèm ha. Như hình gồm có lá cống đầy đủ về chỉ thả chim vào, ngoài cái hình này ra anh em đừng có hỏi em có gì nữa hay không ha. Lục cô gái đa năng, tức là lục hai cầu tử, vừa là lục cây vừa là lục gáo. Hai cầu tử tháo rời, cầu tử lục cây 30 đến 45 cm, cầu tử lục gáo 60. Cái này anh em cứ vào Zalo em sẽ hướng dẫn cụ thể cách sử dụng, hoặc lên kênh YouTube của em và gõ vào từ khóa lục cô gái đa năng cô gái Tân Ninh Bình Thuận, nó sẽ hiện ra có clip hướng dẫn sử dụng cụ thể, rất tiện anh em vừa đánh lục lưới vừa đánh lục dịch chân, tức là lục gáo. Lục cô gái hai mặt trụ inox móc sắt, 1,000,000 bao ship. Khung inox nan thép lưỡng kim, cầu tử thì khoảng 35, thì cái lục hai mặt này nên xài từ 35 đến 36, thì cái này 1,000,000 bao ship. Nếu mà anh em thích trụ móc ti đồng thì nó mắc hơn 200.000, tức là lục hai mặt, khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1,2 triệu bao ship. Đây là lục 1,2 triệu bao ship anh em. Thì anh em cầu thủ nào muốn quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874. Đó số điện thoại chính chủ em làm 10 năm nay trên YouTube rồi đó. Lục gáo cầu tử 60 cm tháo rời 550.000 đồng bao ship. Cái này đánh hình thức giống như đánh đàn cò anh em. Đây em tháo rời cho anh em xem đây. Rất dễ cơ động, bổi rất tiện nhảy. 550.000 đồng bao ship. Chất liệu bữa nay em có cải tiến tí là khung inox nan thép lưỡng kim.
Thì cảm ơn anh em cổ thủ đã theo dõi clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cổ thủ sức khỏe.